Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm ngày thì Hoàng Nhân cũng bệnh nên nằm viện, cũng không có lên clip cùng quý vị nhiều thường xuyên, nên là thời gian gần đây cũng có những cái chuyện rất là bùng phát ha. Tức là chuyện của cô ca sĩ Thị Vi hay là chuyện của Thám Tử Cao đấu với luật sư Thanh Trần, nhiều chuyện lạ cũng trong quá trình thời gian mà tôi nằm viện cũng xảy ra rất là nhiều chuyện. Đương nhiên hôm nay chúng ta phân tích về toàn diện trên một cái vụ việc trong suốt một năm qua, cũng như là chuyện của cô Thị Bi trong tất cả các nhà trường. Thì tất cả các clip hay là tất cả các kênh cũng đã phân tích rất là cụ thể, cũng là cặn kẽ. Nhưng mà chúng ta khi chúng ta phân tích đó, thì chúng ta phải nhìn nhận vào hai diện. Cái diện thứ nhất là cái diện vi phạm pháp luật, cái diện thứ hai là cái diện về tâm lý, về xã hội hay là về bản thân của một con người. Tôi đặt giả dụ như các kênh YouTube khác họ phân tích đa số là dùng những cái lời lẽ, tôi đặt giả dụ như là cô Thị Bi này lên mạng là nói là nào là xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, kể cả xúc phạm đến lực lượng công an, là như thế nào, lời lẽ ra sao, thì họ phân tích vào những điều đó. Nhưng mà họ không đặt trường hợp ngược lại, tôi đặt giả dụ như trường hợp ngược lại là con của mình hay là người thân của mình hay là một đứa trẻ nào đó là bà con ruột thịt của mình bị một người khác bắn hoặc là bị 4-5 người khác dây đánh thì tâm trạng của mình sẽ như thế nào và nó ức chế ra sao, thì họ không hề phân tích và họ không hề đặt mình vào trường hợp của cô Thị Bi này. Đương nhiên cái phần lo ngại của tôi là trong thời gian tới rất có thể là cô Thị Bi này sẽ bị tấn công về nhiều mặt. Đặt giả dụ như bây giờ nào là nói cô Phương Hằng thứ hai, hay nào là nói là cuồng cuộn chúa, cuồng cuộn nhì gì đó, đủ thứ đó. Và tôi đặt giả dụ như những người mà đang nói cô Thị Bi này đó, đang phản bác cô Thị Bi này, nếu như quý vị có con đang cho học trong trường nào đó mà quý vị để cho con mình bị đánh hoặc là 4-5 người bị đánh, vậy tâm trạng của quý vị sẽ ra sao? Và lời nói của quý vị có còn là bình tĩnh giống như là một người bình thường hay không? Nên là trong tinh thần kích động mạnh hoặc là trong những cái tâm trạng không tốt, chúng ta có thể phát ra những lời không thể nào mà chấp nhận được. Hoặc là trong luật pháp hay bộ luật hình sự nó cũng có quy định cụ thể phạm tội, nhưng mà phạm tội trong trường hợp nào? Tôi đặt giả dụ như là 4 yếu tố cấu thành tội phạm. Như tôi nói, mục đích phạm tội, nguyên nhân phạm tội và cái động cơ phạm tội là gì. Nên là nhiều các kênh YouTube khác lên đây phân tích, kể cả phản biện hay là những gì đó lên phân tích, chủ yếu là phân tích về những mặt tiêu cực. Những mặt tiêu cực, tôi đặt giả dụ như bây giờ cô ca sĩ Thị Bi này lên mạng xúc phạm đến danh dự nhân phẩm người khác, hay là xúc phạm đến lực lượng công an, dùng những lời lẽ thô tục rồi bắt đầu ghép vô giống như là xã hội phương hành. Họ không hề phân tích chiều ngược lại. Tôi đặt giả dụ như về sư Nguyễn Phương Hằng là phân tích hoặc là tố giác những cái tội phạm, những cái khuất tất trong vấn đề từ thiện, hay là nêu ra những vấn đề khuất tất trong xã hội đưa ra ánh sáng, họ không bao giờ phân tích. Lên đây chủ yếu là phản bác, là những cái lời nói ngôn từ không chuẩn mực, hay là dùng những cái lời lẽ xúc phạm đến nhiều người. Ủa tại sao mình không đặt ngược lại là tại sao sư Nguyễn Phương Hằng hoặc là tại sao cô Thị Bi này lại xúc phạm, nguyên do từ đâu, thì chúng ta phải đặt ra chứ, đúng không? Nên là nhiều người hoặc là nhiều kênh tấn công, chúng ta cũng phải nên suy nghĩ lại, đặt vào trường hợp là con của mình đó, học ở một trường nào đó mà bị tất cả các học sinh khác dây đánh hoặc là bị nhiều người, nhiều học sinh khác dây đánh, thì tâm trạng của mình, tâm trạng của một người cha, tâm trạng của một người mẹ sẽ như thế nào? Đồng ý với quý vị rằng là lên đây xúc phạm đến danh dự nhân phẩm hoặc là nhục mạ nhiều người thì sẽ vi phạm pháp luật, kể cả nhẹ thì phạt hành chính theo nghị định 15 năm 2020, hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng giống như là điều 155, 156 hay là điều 331. Tôi chấp nhận là như vậy. Nhưng mà với trường hợp là kích động thật mạnh hoặc là kích động quá mạnh, chúng ta không còn tâm trí nữa. Và tôi đặt giả dụ như bản thân tôi bây giờ đang thực thi pháp luật, là tôi đang giải thích luật cho quý vị hiểu. Nhưng mà có một người nào đó kề dao cổ vào con mình
hoặc là dùng những cái hành động, những cái cử chỉ nào đó tác động vật lý lên con của mình, thì bản thân tôi mặc dù là rất hiểu lực nhưng cũng không thể nào kiềm chế trong trường hợp đó được. Nên chúng ta phải đặt vào trường hợp như thế thì chúng ta mới phân tích ra được sự việc. Hầu như trong thời gian mà em đang nằm viện, không có lên clip, thì tất cả các kênh YouTube khác đồng loạt tấn công về cô thiếu bi này, nhưng mà họ không hề phân tích theo chiều ngược lại. Đương nhiên về cô thiếu bi này cũng lên mạng nói rất là cụ thể là muốn cho nhà trường giải quyết theo một cách ổn thỏa và kết thúc đúng theo quy định. Nhưng mà nhà trường này cũng không hề có một cái động thái nào. Và tôi đặt giả dụ như bây giờ, cô thiếu bi này trong trường, phạm vi trong trường này, trong giờ học, nếu như mà học sinh đó gây hậu quả hay là gây những chuyện gì đó trong phạm vi của trường hoặc là ngoài phạm vi của trường đó, thì nhà trường đó phải chịu trách nhiệm, chứ người mẹ không chịu, tại vì dưới tuổi thành niên. Và tôi giao con tôi trong trường học, hiện tại bây giờ trong giờ học con tôi trốn ra ngoài, thì nhà trường đó cũng phải chịu trách nhiệm. Và kể cả trong quản lý nhà trường đó, bây giờ trong giờ học mà bốn em học sinh đó ra ngoài khuôn viên của trường gây hậu quả nghiêm trọng thì nhà trường đó cũng phải chịu trách nhiệm. Tại vì trong bộ luật dân sự nó quy định rất là cụ thể, nếu như mà nhà trường chứng minh được vô can thì nhà trường đó không phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà trường hợp nếu như nhà trường nó chứng minh không được thì rõ ràng đó là trường vi phạm pháp luật, rõ ràng vi phạm những quy định và chịu trách nhiệm hoàn toàn. Tôi đặt giả dụ như trẻ em dưới 14 tuổi thì nó không chịu trách nhiệm hình sự, cũng không phạt hành chính. Hoặc là đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nó thì nó chịu phạt hành chính và chịu tội đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng. Nó rõ ràng như vậy. Đương nhiên bị phạt hành chính là do cố ý, còn ngoài ra là không chịu phạt hành chính gì cả. Còn từ đủ 16 tuổi trở lên thì chịu tất cả các hành vi mà mình vi phạm. Nên là trong thời gian học, trong học sinh, trong trường mặc dù trong khuôn viên trường hay là ngoài khuôn viên trường, cũng như tất cả các clip trước phân tích, nào là trong khuôn viên trường, nào là ngoài khuôn viên trường, luật pháp quy định rất là cụ thể. Trong thời gian học thì nhà trường nó quản lý học sinh, bảo vệ đâu, thầy giáo đâu, để cho em học sinh nó trốn ra ngoài mà gây hậu quả như vậy. Đừng có nói là trong khuôn viên trường hoặc là ngoài khuôn viên trường nhà trường không chịu trách nhiệm là không đúng, sai quy định pháp luật. Trong khuôn viên trường thì nhà trường chịu trách nhiệm, ngoài khuôn viên trường nhưng mà phải ngoài giờ học thì nhà trường mới không chịu trách nhiệm. Còn trong giờ học mà xảy ra vụ việc ngoài khuôn viên trường thì nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm. Thì phải đứng ra giải quyết rất là cụ thể, giải quyết từng chi tiết hoặc là giải quyết vụ việc dằn xếp lại. Đó. Thì mọi người phải biết rằng là trong vụ việc này cần dằn xếp tốt thì mọi chuyện nó sẽ không bùng phát, cũng không bùng nổ trên mạng xã hội giống như bây giờ. Thì đương nhiên về cô thiếu bi này cũng có cái hướng giải quyết rất là tốt, có nghĩa là yêu cầu nhà trường giải thích cụ thể, giải thích rõ ràng, hay là giải thích một cách triệt để không còn dây dưa. Sau đây em mời mọi người nghe một đoạn về cô thiếu bi này, hướng tới nhà trường giải quyết như thế nào. Em mời mọi người cùng nghe. Điện thoại của Bi bị gọi điện rất là nhiều, tức là rất là nhiều cuộc gọi nhỡ là một, và cái thứ hai là nhà trường gọi điện cho Bi nhưng mà lại không gọi bằng cái số mà hotline mà nhà trường hay gọi, mà lại gọi bằng những cái đầu số rất là lạ, và Bi mới nói là tôi không nhận được bởi vì tôi không biết số điện thoại nào cả mà nhận cả, bởi vì tôi có rất là nhiều cuộc gọi nhỡ. Thì nhà trường nói là tại vì là nhà trường cũng có rất là nhiều số điện thoại. Đó là câu chuyện thứ nhất. Và tôi cũng đang chưa hiểu rằng là tại sao mà từ hôm đấy đến hôm nay thì nhà trường có thể liên lạc với tôi bằng rất nhiều hình thức. Ví dụ như là trên hình thức bằng tin nhắn này, hay là bằng email này, hoặc hay là một cái nữa là nhà trường có thể liên lạc với cả bà. Thế nhưng mà rất tiếc là nhà trường cũng không liên lạc
bằng những cái cách đấy mà chỉ đơn giản là gọi điện cho tôi thôi. Gọi xong rồi thấy gọi mấy lần chúng tôi không nghe thì bây giờ đi trả lời với cả mọi người là tìm tôi nhưng mà không thấy. Bởi vì là Bi cũng xác định rằng là sự việc nó cũng sẽ phải có một cái kết thúc chứ. Làm sao mà nó có thể cứ mãi, nó cứ đẩy mãi các thứ lên cao trào như thế này. Cho nên là Bi trước lúc đến ấy, thì nhà trường có confirm lại với Bi rằng là hôm nay có đến hay không. Thì Bi cũng trả lời luôn là hôm nay tôi sẽ đến. Và cũng hỏi là bên phía của nhà trường thì có bao nhiêu người. Thì đầu tiên ấy là cô mà cầm hotline đấy thì cô bảo là chỉ có thầy Nết, đấy là thầy của thầy hiệu trưởng tôi. Thế nhưng mà cũng rất là vui là sau khi mặc dù kể cả nghe đến cái thầy hiệu trưởng đấy thì Bi cũng nghe cô gặp anh luật sư. Thì khi mà Bi đến thì không phải là cái cuộc nói chuyện giữa Bi và thầy hiệu trưởng nữa, mà đây là cuộc nói chuyện giữa một gọi là như kiểu là một cái hội đồng ấy, mọi người hình dung không? Mình mà, cho nên là bây giờ đừng nói đến chuyện nhan sắc nữa. Bây giờ tôi đi thẳng vào trọng tâm cái vấn đề như thế này nha. Bây giờ tôi muốn hỏi nhà trường về việc là nhà trường có biết rằng là con tôi đi đánh người hay là bị người đánh hay không. Thì nhà trường mới nói rằng là bản chất vấn đề là hôm đấy là nhà trường không biết hai sự việc. Tức là ở đây chúng ta đang có hai sự việc xảy ra. Một sự việc nằm ở trong sân trường nhá. Trong sân trường là bao gồm bạn Ốc bị bạn kia đánh. Và một sự việc xảy ra ở ngoài sân trường của các con. Thôi bây giờ tôi tách luôn sự việc ngoài sân trường, bởi vì khi các bạn chia sẻ video clip nhá thì hoàn toàn không có bạn Ốc nhà tôi, không có bạn Áo Vàng nhà tôi, nên tôi bỏ qua cái clip đấy luôn. Cho nên các bạn đừng có spam tôi, các bạn có spam tôi bởi vì không có con tôi đâu. Các bạn đừng có nói nhiều, các bạn đừng có chửi nhiều nhá. Và câu chuyện ở đây là gì? Bây giờ Bi nói là tôi muốn nhà trường cho tôi được phép xem camera thì nhà trường từ chối không cho Bi xem camera. Thế vậy tôi muốn nhà trường xác nhận với tôi một việc là con tôi đi đánh người hay bị người đánh. Thì lập tức là nhà trường trả lời một cái kiểu như thế này. Nhà trường bảo là thứ nhất là đây là một câu chuyện của một cái sự nói qua nói lại của các em học sinh đã xảy ra từ mấy tuần trước. Và ngày hôm nay thì vì cái việc là cứ nói qua nói lại như thế, cho nên Melania, tức là bạn Ốc ấy ở trường tên là Melania, đã bị bạn cào, chỉ dùng từ là bạn cào. Thì Bi nói là ngoài cào ra còn làm gì con tôi nữa không? Thì ngoài cào ra còn làm gì con tôi nữa không? Thì nhà trường nói là còn bị đấm nữa đấy nhá. Tức là bây giờ ấy Bi mới nói như thế này. Thế bây giờ nhà trường cho tôi hỏi, nếu nhà trường trả lời một câu, nhà trường nói rằng là khi con tôi bị đánh, Facebook nhà trường không biết, thì bây giờ nhà trường trả lời cho tôi một câu, khi giờ tan học, bây giờ nhà trường làm ơn trích xuất CCTV cho tôi xem có bao nhiêu chú bảo vệ ở đấy, có bao nhiêu cô trợ giảng ở đấy, và có bao nhiêu thầy. Đó, mọi người nghe đi. Có nghĩa là cô Thị Bi này, ca sĩ Thị Bi này á, là chuyên gia, là có nghĩa là có cái hướng giải quyết rất là tốt để cho mọi người giải quyết một cách ổn thỏa. Vô chào khán giả cái đi. Hello, xin chào cả nhà. Em gái của em. Chọn sang cho em trắng vậy. Làm tiếp à? Ok, em chào mọi người nha. Nói chung mình nói tiếp nha mọi người. Thì đương nhiên cái cô Thị Bi này á, là có cái hướng giải quyết rất là tốt. Nhưng mà trong quá trình kích động hoặc là con mình bị đánh, nên là có những cái lời lẽ không chuẩn mực, không đúng, thì cái chuyện đó ngoài xã hội cũng rất là nhiều. Đương nhiên chúng ta khuyến khích là không nên làm như vậy. Làm như vậy là sai. Mặc dù như thế nào thì để cơ quan chức năng giải quyết, nhưng mà sự thật chúng ta áp dụng ngoài cuộc sống thì đương nhiên rất là sẽ bị kích động rất là nhiều. Con mình bị đánh hoặc là người thân mình bị đánh, một người mẹ nào mà không thương con, kể cả một người cha nào mà không thương con, nên là tinh thần kích động rất là mạnh. Nó dẫn đến vụ việc là không ổn thỏa hoặc là dùng những lời lẽ hơi quá đáng, quá chớ, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Vậy đó mà rất là nhiều kênh YouTube hay là tất cả các kênh khác vô phản bác, phản công một cách rất là không đúng chuẩn mực. Và kể cả trong trường hợp này nhà trường giải quyết như vậy, bản thân tôi cũng không chịu trách nhiệm, tôi cũng không đồng ý.
xin lỗi, bản thân tôi là không đồng ý. Trước hết là nhà trường phải liên lạc với tất cả các phụ huynh đó, là như thế nào chứ không phải là điện thoại, bằng những thành kiến như thế nào, bằng những thành chí như thế nào. Tôi đặt giả dụ như thành ý nhất là xuống cô nhà cô Tử Bi này, gặp gỡ cô Tử Bi này, cử ra thành một đoàn để giải quyết dằn xiết cho nó ổn thỏa. Tại vì bây giờ con của cô Tử Bi này là người bị đánh, trước hết là nhà trường phải giải quyết như vậy. Đằng này không có, rồi bắt đầu là tất cả các kênh khác lại tấn công. Như vậy là sao? Mà nếu tấn công, tôi đặt giả dụ như tấn công về những điểm yếu của cô ca sĩ Thiên Bi này, tôi đặt giả dụ như tấn công về những lời lẽ xúc phạm đến công an hay là xúc phạm đến lực lượng cơ quan chức năng, thì cái đó cần lên án, tôi chấp nhận, tức là cần tôi lấy chấp nhận. Nhưng mà trường hợp ngược lại, chúng ta phải phân tích trên một cái cương vị nào mà người này lại vi phạm. Đương nhiên là chúng ta lên đây phân tích là để cho mọi người hiểu, mọi người nói gương hoặc là mọi người học hỏi theo là như thế nào, chứ không phải phân tích nghiêng về một phía. Các kênh anti-fan chủ yếu là phân tích về một phía, không biết nhiều ngược lại, rồi bắt đầu ghét cô ca sĩ Thị Bi này giống như CEO Nguyễn Phương Hằng, là ảnh hưởng của CEO Nguyễn Phương Hằng. Tôi đặt giả dụ mới mốt có một người nào đó lên giống như vậy, đây là hậu quả của CEO Nguyễn Phương Hằng. Đó là những cái lời lẽ không căn cứ từ các kênh, như kênh mặt trời mới hay mặt trời đỏ, mặt trời mới, cái bà nói chuyện vô duyên nhất. Đó là hậu quả của CEO Nguyễn Phương Hằng để lại. Và tôi đặt giả dụ như tất cả một số ca sĩ hay là một số nghệ sĩ nào đó giam tiền từ thiện lại, như vậy mười mốt có một số người nào đó giam tiền lại, mấy người đó có đặt câu hỏi ngược lại là di chứng hoặc là hậu quả của một số ca sĩ nghệ sĩ này để lại hay không? Họ không phân tích. Và tôi đặt giả dụ như một số ca sĩ nghệ sĩ quảng cáo đồ giả, đồ kém chất lượng, vậy mười mốt có một người nào đó quảng cáo đồ giả, đồ kém chất lượng, quý vị có đặt ra câu hỏi rằng là dị chứng hoặc là di chứng của một số ca sĩ nghệ sĩ đó để lại hay không? Còn khi mà cô Thủy My này lên nói thì nói là di chứng của CEO Nguyễn Phương Hằng để lại, có công bằng hay không? Nên là những cái lời lẽ hay là những cái từ phân tích, chúng ta phân tích như thế nào, và kể cả trong thời gian em làm việc, em theo dõi tất cả các clip, và kể cả trong quá trình làm từ thiện cũng như em nói hôm qua, họ làm rất là tốt, không giống như một số người bên ca sĩ nghệ sĩ. Họ làm bằng tâm, kể cả những người dân vô hỏi họ vẫn trả lời một cách gần mạch. Đó, về liên quan tới vụ trường học và liên quan tới cô ca sĩ Thiên Bi, thì cái cách giải quyết của nhà trường bản thân tôi cũng không hài lòng, và cái cách hành xử của cô Thủy My bản thân tôi cũng không chấp nhận. Nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta đi phân tích, chúng ta đi tấn công một cách là vô căn cứ. Đương nhiên là về học ở trường hoặc là học lý thuyết là chúng ta nói chúng ta phải hành xử đâu đó phải đúng đắn theo pháp luật, đúng đắn theo nhà nước. Đương nhiên trên cương vị là lý thuyết hoặc là trên cương vị là chúng ta hiểu, là hiểu như thế để chúng ta thực hiện theo. Nhưng mà ngoài xã hội có rất là nhiều chuyện hoặc là cũng rất là nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, như vậy họ cũng hiểu vậy, họ cũng chống lại công an hoặc là chống lại lực lượng cơ quan chức năng thì chắc chắn là họ sẽ vi phạm, hoặc là hành vi trộm cắp họ chắc chắn là phải vi phạm, họ biết đó. Nhưng mà tại sao cũng có người vi phạm? Đó mới gọi là xã hội. Đó, thì qua vụ việc em phân tích như vậy. Cái vụ việc thứ hai là vụ việc của anh Thám Tử Cao và cô luật sư Trang Trần, liên quan tới cái vụ án mà của Thiền Am. Đương nhiên về trên một cái cương vị nào đó tôi cũng đồng tình đối với một số lời lẽ của kênh Thám Tử Cao đó. Về trên bất đồng quan điểm là ủng hộ về CEO Nguyễn Phương Hằng và bên kia là phản bác, nhưng mà về một cái Thiền Am này tôi cũng đồng quan điểm một số đối với Thám Tử Cao. Tức là Thám Tử Cao
vẫn lên án, vẫn phản bác lại những việc làm của Thiền Am. Và cô Trang Trần này thì lại bên vực cô Thanh Trần, xin lỗi, Thanh Trần là luật sư Thanh Trần là lại lên bên vực Thiền Am hoặc là phân tích cụ thể đó. Nhưng mà theo như lời lẽ của anh Thám Tử Cao này và bản thân tôi nhìn nhận, đương nhiên tôi cũng đồng quan điểm với Thám Tử Cao, tức là cô này chưa chắc là luật sư đó. Bản thân trên trang cá nhân của cô này không hề là phổ biến trong tất cả các trường hợp là đi làm luật sư hoặc là đi bào chữa cho ai đó. Và lên đây phân tích cũng như là phân tích về sư Nguyễn Phương Hằng, kể cả phân tích về Thiền Am, cũng không hề nắm vào một chút luật nào. Và kể cả cái kết luận điều tra hay là cái quyết định mở rộng điều tra của cơ quan chức năng đó, về phía Thiền Am chưa hề có. Nhưng mà cô này tại sao lại có? Mình đặt cái câu hỏi, có phải là giấy đó cô tự đưa ra để câu like câu view hay không? Và cầm lên một sấp giấy, sao không trưng bày lên và cũng không có mọc đỏ? Như vậy á, thì trên cùng một quan điểm nào đó, tôi cũng nhất trí và đồng tình với Thám Tử Cao trong trường hợp về cô Thanh Trần, luật sư này. Nhưng mà về tất cả các vấn đề liên quan tới sư Nguyễn Phương Hằng thì đương nhiên là trái chiều đối với Thám Tử Cao. Nên là trong cái vụ việc, kể cả bây giờ các kênh YouTube bên Antifan cũng đã lần lượt đấu tố với nhau đó. Mục đích họ làm là nhằm gì? Nhiều vấn đề chúng ta phải đặt ra. Cô Thanh Trần này cũng nói một số quan điểm của bản thân mình và dựa trên một số chứng cứ mà cổ tìm được. Nhưng mà quan trọng cái là chứng cứ đó tìm được ở đâu? Và nếu như trong quá trình điều tra mà cán bộ điều tra hoặc là điều tra viên mà tiết lộ thông tin ra ngoài hoặc là tiết lộ cho cô Trang Trần này biết, thì kể cả điều tra viên đó, kể cả điều tra viên hoặc là cơ quan điều tra cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai phạm của mình đã gây ra. Trong bộ luật tố tụng hình sự nó quy định rất là cụ thể. Như vậy cô Thanh Trần này lấy thông tin từ đâu? Và hôm nay đổi cái nick lại là Nguyễn Thị Hồng Thanh hay Phạm Thị Hồng Thanh gì đó, chứ không còn là để luật sư Thanh Trần nữa. Nên từ chỗ đó tôi cũng đoán được và cũng đồng tình với Thám Tử Cao này là cô này có thể, rất có thể không phải là luật sư. Thì qua quan điểm cũng như tất cả các clip trước em đã nói ví dụ như là lợi dụng quyền tự do ngôn luận, lợi dụng quyền tự do tôn giáo để xúc phạm đến danh dự lợi ích nhà nước hoặc là lợi ích cá nhân, hoặc là theo điều 331 nó quy định rất là cụ thể. Còn nếu như muốn xử Thiền Am về tội loạn luân thì rất là khó. Tại vì khó là sao? Khó là phải cần một cái đơn, cần một người bị hại hoặc là cần một người đủ chứng cứ để khởi tố. Và muốn có đủ chứng cứ á thì phải xét nghiệm ADN trong vòng 3 ngày. Tại vì sao ạ? Tôi nói thẳng, tại vì con tinh trùng của nam giới nó tồn tại bên người phụ nữ chỉ từ 1 đến 3 ngày. Như vậy thì xét nghiệm ADN thì trong vòng 3 ngày đó, nếu để lâu thì xét nghiệm ADN không được. Như vậy thời gian trải qua cũng rất lâu. Nếu như muốn xử về Thiền Am này đó, là tội loạn luân thì rất là khó khăn, trừ khi là có người tố giác hoặc là hậu quả để lại là một đứa con để xét nghiệm ADN đứa con đó, không thì rất là khó. Thì qua cái vụ việc hôm nay thì em cũng đã nói phân tích một số vấn đề có liên quan là như thế. Mong mọi người ủng hộ kênh, bấm vào cái chuông ủng hộ kênh của em. Em chào mọi người và hẹn gặp lại tất cả các clip sau.